Chuyển sang một thông tin khác, mới đây Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORE đã kiến nghị nâng hạn mức doanh thu cho thuê nhà trên 200 triệu đồng một năm mới phải chịu thuế, tạo điều kiện khuyến khích phát triển thị trường nhà cho thuê. Từ ngày 1 tháng 8, theo thông tư số 40 của Bộ Tài chính quy định cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trên 100 triệu đồng mỗi năm phải đóng hai loại thuế, đó là 5% thuế thu nhập cá nhân và 5% thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORE cho rằng cần nâng hạn mức doanh thu cho thuê nhà trên 200 triệu đồng một năm vì hiện nay cách tính thuế thu nhập cá nhân của nhà nước còn miễn trừ gia cảnh đối với người đóng thuế và người phụ thuộc, nên đối với thu nhập từ cho thuê nhà cũng cần quy định các điều khoản miễn trừ gia cảnh. Ngoài ra, quy định đánh thuế đối với nhà cho thuê theo thông tư 40 nếu áp dụng thời điểm này cũng không phù hợp do tác động tiêu cực từ dịch bệnh. Rất nhiều chủ nhà cho thuê khó khăn vì bị trả lại mặt bằng, trả lại nhà cho thuê. HORE đề nghị Bộ Tài chính xem xét có thể tạm hoãn chưa áp dụng trong năm 2021 để hỗ trợ cho người có nhà cho thuê và cũng là hỗ trợ gián tiếp cho người thuê nhà vượt qua khó khăn này.